Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với ba thanh mẫu Z, C và SC. Ba thanh mẫu này còn được gọi là âm đầu lưỡi, bởi vì khi phát âm ba thanh mẫu này các bạn sẽ cảm nhận có một luồng khí chạy qua phần đầu lưỡi. Chúng ta cùng đến với thanh mẫu đầu tiên, đó là thanh mẫu SC. Các bạn còn nhớ trong bài trước chúng ta học thanh mẫu XC. Thanh mẫu này khi phát âm các bạn sẽ cảm nhận thấy có một luồng khí chạy qua mặt lưỡi, mặt trên của lưỡi. Còn trong thanh mẫu SC, khi phát âm chuẩn, thanh mẫu này các bạn sẽ cảm nhận có một luồng khí chạy qua đầu lưỡi. Thanh mẫu S khi các bạn ghép với các vận mẫu chúng ta sử dụng như chữ SC trong tiếng Việt. Sau đây các bạn sẽ cùng đến thanh mẫu Z. Để phát âm được thanh mẫu này các bạn đặt lưỡi thẳng. Mặt trên của lưỡi chạm vào hàm trên. Khi phát âm, khí sẽ chạy qua đầu lưỡi. Khi ghép âm, thanh mẫu Z được sử dụng như chữ chờ trong tiếng Việt. Thanh mẫu cuối cùng trong ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với thanh mẫu C. Phát âm tương tự như thanh mẫu Z, nhưng có điều các bạn cần phải bật hơi mạnh ra. Các bạn sẽ cảm nhận thấy có một luồng khí chạy qua đầu lưỡi. Chúng ta cùng phân tích một chút điểm giống và khác nhau giữa thanh mẫu Z và Q với thanh mẫu Z và C. Khi ghép âm, cả bốn thanh mẫu này đều được sử dụng như chữ chờ trong tiếng Việt. Chỉ có điều thanh mẫu Z và Q là sử dụng âm mặt lưỡi. Đó là khi nói các bạn sẽ cảm nhận một luồng khí chạy qua mặt trên của lưỡi. Còn hai thanh mẫu Z và C các bạn sẽ cảm nhận thấy một luồng khí chạy qua đầu lưỡi. Ngoài ra thanh mẫu Q và thanh mẫu C đều là hai thanh mẫu các bạn cần chú ý phải bật hơi. Có rất nhiều bạn đã thắc mắc rằng việc làm thế nào để phân biệt rõ khi phát âm thanh mẫu Z, Q so với thanh mẫu Z và C. Xin được trả lời các bạn rằng ngoài việc chúng ta cảm nhận được âm mặt lưỡi và âm đầu lưỡi để các bạn phân biệt, thì các vận mẫu kết hợp được với thanh mẫu Z và C sẽ không kết hợp được với thanh mẫu Z và Q. Vì thế trong giai đoạn đầu các bạn không cần quá lo lắng về vấn đề này. Ở đây chúng ta có một chú ý. Vận mẫu Y khi ghép với các thanh mẫu, chúng ta sử dụng vận mẫu Y như chữ Y trong tiếng Việt. Nhưng ở đây, đối với ba thanh mẫu Z, C và SC, chúng ta sử dụng vận mẫu Y. Khi ghép âm được sử dụng như chữ Ư ở trong tiếng Việt. Chúng ta nghe thử cách ghép âm của ba thanh mẫu này với vận mẫu Y. Sau đây chúng ta cùng đến với bảng kết hợp âm giữa các thanh mẫu chúng ta vừa học và các vận mẫu đã học. Za, zi, zi, zai, zai, zao, zou, zan, zhen, zang, zeng, zong, cha. Ch, 塞, 骚, 搜, 三, 森, 桑, 僧, 松. Ở trong bảng kết hợp âm thứ hai, chúng ta có thể nhìn thấy trong các vận mẫu vừa học trong bài hôm nay, chỉ có những vận mẫu có ở trên hình mới có thể kết hợp với các thanh mẫu Z, C và SC. Các bạn theo dõi và cùng đọc với chúng tôi.
Su Zuo Zui Zuan Zun Chu Chuo Cui Chuan Chun Su Suo Sui Xuan Xuân. Trong bài luyện tập thứ nhất, chúng ta có các cặp từ có cùng vận mẫu và thanh điệu. Các bạn nghe chúng tôi đọc và lựa chọn ra từ chứa thanh mẫu mà chúng tôi đọc. Y Zi Zi Cài Cài Chuo Chuo Zào Zào Cán Cán Zang Zang Zui Zui Cá Cá Ar Sư Sư San San Suan Suan Zai Zai Sun Sun Zuo Zuo Song Song Zui Zui San Cha Cha Ci Ci Cai Cai Sui Sui Chun Chun San San Suan Suan Su Su